chào các bạn. Thì hôm ôi, nay yêu em như vậy, ôi còn em đến thế. Cái gì vậy? Ta trốn khỏi cái phòng của Nabi rồi mà ra tới đây vẫn còn nghe vậy. Trời, nó không thuộc lời mà vẫn hát luôn á. Con Nabi đã đầu độc cái nhà này rồi. Cứu tôi với, mọi người ơi, cứu tôi với. Chán quá rồi, mình phải lên xem coi hôm nay ai stream trên Nemo ta. À, bây giờ đang là giờ của Umi nè. Tôi mà nghe cái bài này tôi lại bị nhiễm nữa. Tôi là nghe cái bài của Nabi là tôi lại bị nhiễm nữa. Thiệt tình luôn á. Mất như cây vì phút yêu mềm. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng coi vậy? Xong rồi nè. Ai cũng nghe hết vậy. Bạn gọi là chị ơi, chị reaction bài của Nabi đi. Bài gì bài này Umi reaction rồi mà Umi hay bị nhiễm bài. Ta-da! Đây là đồ ăn hôm nay của mình nè. Mình đang ăn trưa nè. Trời ơi Linh ơi! Dạ? Cái nhà này chưa đủ sao em? Tới em cũng vậy là sao? Trời ơi, giải thoát cho tôi. Anh luôn vẫn chờ làm gì có ai thương em. Má tắt đi luôn. Trời ơi. Em đây. Tao đó. Đi nghe mới được. Chào mừng các bạn đã đến với Thế giới Vbop. Thế giới Vbop, thế giới Vbop. Vbop là thế giới vi đi chưa qua. Chào mừng các bạn đã đến với Mew TV. Yeah, hôm nay tôi sẽ bắt đầu quay lại reaction. Em coi để quay clip, mày có muốn là đi không? Ok, hôm nay mình chính thức quay lại chuyên mục reaction thông qua thông điệp khẩu nghiệp nha. Tại vì sao? Bây giờ tôi rất là khó chịu bởi vì cái nhà này, nguyên một cái gaming house này bị con Nabi nó làm, nó chơi ngãi rồi. Con Nabi nó chơi ngãi nguyên cái gaming house này rồi. Ngày nào tôi cũng phải nghe cái bài ai làm gì có ai thương em, yêu vậy, có ai vẫn luôn ở đây. Có ai yêu em như cái gì đó. Tôi không có nhớ. Mà tôi mới coi của con Nabi đó, nó cover một lần thôi. Mà hả, bây giờ tôi phải quay ngược lại tôi reaction. Bởi vì tôi bực quá. Cái bài này có cái gì mà con Nabi nó làm cho nguyên một cái nhà này bị ám ảnh đến như vậy. Bây giờ tôi đi tới đâu cái nhà này cũng hát hết. Tôi không chịu như vậy. Cứ 3 giờ sáng, bây giờ cứ 3 giờ sáng tôi phải ám ảnh cái bài này hoài. Không chịu. Ok, bây giờ mình bắt đầu coi này nha. Tôi coi một lần rồi, bây giờ tôi phải coi thêm một lần nữa. Ủa, đây là cái gáy của ai đây? Người yêu hả? Ủa, Nabi có người yêu hả? Trời ơi, có cái bóng trai trong này nè. Có bóng trai trong bài hát của Nabi nè. Mày im đi, tao đang bóc phốt mày đó, mày im đi. Tao đang bóc phốt kiếm view cho mày đó. Trời đất ơi, thiệt á. Mình bây giờ mình đang bóc phốt á mà nó ngồi đây khó chịu quá. Trời sao da mặt trắng vậy? Trời ơi, da mặt trắng vậy? Ủa, Nabi trắng vậy luôn hả? Trời da bóng như Hàn Quốc luôn rồi bà. Trời đất ơi. Ai Photoshop có tâm quá vậy? Ngoài đen lắm mấy bạn. Đường về chiều mưa rơi. Thấy anh cùng ai bước chung. Trời mặt buồn kìa. Mặt buồn kìa. Trời. Hình như anh đang vui. Hình như anh đang vui. Anh đang vui. Trời đất ơi, em tôi nó hát nhạc buồn à. Tôi nói rồi, nó hát nhạc buồn là nó sẽ bị cái gì đó nè. Gọi là gì đó, mắc cười, hiểu không? Nó hát nhạc buồn là sẽ mắc cười. Cái biểu cảm là hay mắc cười đó. Ê mà tóc này hơi rảnh nè. Hôm bữa là ngủ dậy trễ phải không? Bữa ngủ dậy trễ, đi trễ phải không? Tóc rảnh nè, chán. Đi này quay là phải để tóc đẹp đẹp hiểu không? Quăng vô cũng lộn lộn, cũng xù lên. Trời ơi. Ủa không, mình quên, mình đang bóc phốt mà.
nghiêm túc. Ngân được á. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ, làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày thế, mong niềm vui dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em như vậy, vậy. Có ai thương em. Trời, cười đúng tươi luôn á. Ủa cái bài bài gốc là nó cười vậy hả? Tôi thấy nghe thấy nhạc nó buồn mà. Bài gốc là nó cười vậy hả? Mặt đang tập trung cho đọc lời các bạn. Chưa thù lời chắc luôn. Không có được hát theo nữa nghe chưa. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ, làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần luôn ở đây. Chết mẹ rồi ơi. Liệu theo mẹ đó rồi. Trời ơi, đừng có nói nữa, đừng có hát cái câu này nữa. Sao cái câu này cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Deep. Deep. Ai thương em nha anh. Deep kìa. Có ai cần em như ai. Đâu. Thôi mắt đảo nè. Sao rồi? Dạch. Dễ sợ luôn hè. Ok, lần này thì nói chung là 10 điểm thì ta cho 9,5 trên 10 hen. Chứ muốn nhiêu trời. Thôi không thích. Trừ 0,5 điểm. Cái tật mà hả, camera chưa off mà đứng dậy. Đạch. Mày buồn mà hả, cười tươi như đúng rồi vậy đó. Trời ơi, mày buồn mà cười tươi như đúng rồi vậy đó. Trời, nói chung là Nabi á, thì hồi xưa giờ tôi hay chê đó. Tôi hay chê đó là hát nhạc buồn nghe nó vui. À, nói chung mà đợt này dù cái mặt nó vui nhưng mà cái giọng của nó cũng buồn được rồi. Nó hát được buồn được rồi là tôi nói chung mà tôi thấy hay rồi đó. Tôi cho nó dislike cái nè. Để tôi dislike cái. Ok. Thì nói chung là sau khi mà reaction xong thì tôi cũng đã thấu hiểu cho gia đình của tôi là Game in Hell. Tôi đã thấu hiểu. Anh nhắn hai thế hả? Happy! I need two minutes. Để đi chào cái coi. Hên là quay clip cho nó rồi nha. À, nói tới đầu bên mẹ nè. Nói chung là tôi đã hiểu cho Game in Hell một phần nghe Game in Hell rồi. Là cái câu mà có ai thương em như anh là nó cứ lặp đi lặp lại nên là cứ bị liễu phải không? Cho tôi mới đầu bực đến cỡ đó rồi mà bây giờ mà tôi nghe tôi vẫn bị liệu heo á. Thì nói chung là cái bài này dễ gây nghiện đó mấy bạn mà
Thế bạn nào mà muốn thử xem mình có bị nghiện không á thì thử vô nghe nha, mà nghe cái bài của Nabi á cho nó lên like. Nó lên like nó đi thi cái contest gì của thì Tóc Tiên á. Rồi nó sẽ được giải thưởng, rồi nó bao tôi chầu ăn nha nha. Tôi sẽ cảm ơn mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã xem clip của mình. Nhớ like và subscribe cho Mel TV nha. Sayonara. Có ai thương em như anh, có anh cần em.